qua bao điều. Vậy hãy ta là một mảnh ghép khúc tách rời, tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp. Đức Thịnh, Lâm Vĩ Dạ chào mừng khán giả đang đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Anh Thịnh. Hả? Anh cho em hỏi thăm là cái lúc mà anh với chị Thúy đi ăn uống với nhau thì ai là người trả tiền? À, nó có nhiều giai đoạn em. Dạ. À, giai đoạn mà trước hôn nhân mà đang cua cua nhau á, anh trả tiền. Anh trả tiền hợp lý. Nhưng mà sau khi cưới rồi á là cô Thúy phải trả tiền. Phải trả tiền. Bởi vì anh đâu có tiền đâu. Bởi vì anh đâu có tiền đâu. Hiểu không? Ngoài ra còn có quan điểm nào khác không ta? Thường thường đi đàn ông phải trả tiền chứ sao ta? Có một số cặp đôi thì họ sẽ chia cái số tiền đó ra. Share đúng không? Đúng rồi anh. Tức là chia đều quá hả? Đó, nghĩa là ví dụ giống như là một cái buổi ăn đó thì khi mà đưa bill tính tiền á thì sẽ chia ra 50-50. À, hoặc là 73, hoặc là ai gọi nhiều món hơn người đó trả nhiều hơn. À, chứ không phải là lúc nào đàn ông cũng phải trả đúng không? Vâng, rồi có nhiều khi là anh trả bữa ăn, em trả bữa uống. À, à. Nhưng mà theo anh á thì cái buổi hẹn đầu tiên á thường thường đàn ông nên trả. Đúng vậy. Tại ít khi nào mà buổi hẹn đầu tiên đàn ông thì hay mình share đi. Tự nhiên có một cái chút gì đó là phụ nữ người ta không có cảm tình. Ờ, em cũng thấy vậy nha. Đó chỉ là quan điểm của anh em mình thôi. Thế hệ chúng ta. Đúng rồi, nhiều khi là các bạn trẻ họ thoáng hơn. Ngay từ buổi hẹn đầu tiên họ đã share luôn cái chuyện đó rồi. Nam nữ bình đẳng. Đúng rồi. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình Tâm đầu ý hợp. Chúng ta hãy cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Đó là cặp đôi Hi Ha và Yumi. Và cặp đôi thứ hai đó chính là Kim Lion Chi Chi Linh. Xin được chào đón hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Không biết em có nhận thấy rõ về sự khác biệt của hai thế hệ ha? Dạ rõ lắm. Dạ. Cái xì tai, ăn mặc, tóc tai, tuổi tác nữa. Cái thời mà tụi mình hồi nhỏ đó, cũng cỡ tuổi này nè, thì cũng rất là khác. Kể cả những cái biệt danh đó. Ngày xưa tụi mình là gì? Bé Lượm, đúng không? Cú ớt, rồi mén, rồi nhỏ mót, đúng không? Bây giờ nickname nghe rất khác là Hi Ha Jimmy. Ờ, giờ Jim Lion. Tên nước ngoài không? Chi Chi Linh. Không biết là các bạn đặt cho mình những cái nickname này là có cái ý gì không hay là thích thì đặt thôi. Mời tụi em. Dạ, tên của em là do em kết hợp với con chó nhà em. Kết hợp với con chó. Em thích ăn mì tôm dùm nên là em đặt con chó em tên Tôm và em tên Dùm. À. Gắn thêm chữ mì vô. À, chữ mì. Thế còn Hi Ha. Dạ, thật ra là tên Hi Ha, hồi xưa của em tên là Hi Ha Cho Bi. Thì cái chữ Cho Bi mới là tên của em, nhưng mà ai cũng kêu Hi Ha nên thôi bỏ chữ Bi, Cho Bi. Người ta quen chữ Hi Ha hơn rồi, nên em lấy luôn. Cái gọi bên này, cái nickname của tụi em có ý nghĩa gì không? Về nickname của em là Jim Lion thì sẽ là kết hợp của bốn thần tượng của em. Bốn thần tượng đúng không? J, I, M và Lion là anh J Dragon, anh Isaac, anh Sơn Tùng MVP. Và cuối cùng là có một điều mà em chưa từng nói với ai, đấy là từ Lion. Thì Lion có nghĩa là gao đỏ trong phim siêu nhân ấy. Gao siêu nhân gao đỏ. Cáo hủ ấy. Thế còn Chi Linh? Dạ, em tên là Linh Chi nên là em đặt là Chi Chi Linh rồi. À thôi à, dạ. Chị đảo lại một chút nữa không? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một vài giây phút giới thiệu về bản thân mình một cách rõ nét hơn ha. Mời hai bạn. Dạ chào chị Dạ và chú Thịnh. Em tên là Đạt, hay còn gọi em là Hi Ha. Năm nay em 23 tuổi. Bạn làm công việc gì? Dạ em là một người sáng tạo nội dung. Cái nội dung mà bạn hay khai thác là gì? Dạ là về game ạ. À, về game. Rồi mời Jimmy.
Dạ, em tên là Ngân, ở nhà mọi người hay gọi như vậy và xung quanh thì hay kêu em là Jimmy. Năm nay thì em cũng 23 tuổi, bằng tuổi của Hi Ha và em cũng là sáng tạo nội dung. Rồi, mời hai bạn tự giới thiệu bản thân mình. Em xin chào anh Đức Thịnh, chị Ngân Vĩ Dạ và toàn thể khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Chi Chi Linh ạ. Năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là sáng tạo nội dung trên mạng xã hội ạ. Rồi, mời Jim Lion. Em là Jim Lion ạ. Và công việc hiện tại của em đấy là sáng tạo nội dung ạ. Và em 23 tuổi. Rồi. Các bạn quen nhau lâu chưa? Và quen nhau trong trường hợp nào? Nói đi. Dạ, bọn em quen nhau được 2 năm rồi. 2 năm. Ban đầu thì bọn em chỉ quen biết bình thường ạ. Khoảng tầm 1 năm sau em vô đây em làm việc và em gặp bạn ý. Xong rồi quen rồi yêu ạ. Mới yêu nhau gần đây. Hiểu nhau nhiều chưa? Em cũng không rõ nữa. Không rõ là hiểu nhau chưa? Tâm đầu ý hợp có 3 vòng thi. Mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để các cặp đôi đo độ tâm đầu. Sau 3 vòng thi, cặp đôi nào có số trùng khớp cao hơn sẽ giành chiến thắng. Và ở vòng 1 sẽ là sân chơi dành cho hai chàng trai. Hai cô gái sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai chàng trai đang sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó thì hai cô gái quay trở lại so sánh đáp án với bạn trai mình. Đáp án trùng khớp mang về cho đội mình 5 điểm. Bây giờ thì xin mời hai cô gái vào trong. Rồi, ngồi kế bên nãy có bị áp lực không? Dạ không. Bây giờ đi mới áp lực. Bây giờ đi mới áp lực. Thấy không có chỗ dựa hả? Dạ đúng rồi. Chuyện mà mình yêu sớm á, bạn thấy nó ảnh hưởng hay là không ảnh hưởng tới việc học? Dạ ảnh hưởng. Ảnh hưởng đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà yêu rồi thì mình tập trung vô yêu với lại đi chơi không à. Em ít học bài hẳn. Rồi, cho anh hỏi chút xíu Jim Lion ha. Cái điều gì mình cảm thấy thoải mái nhất trong cái mối quan hệ của mình hiện nay? Mọi thứ khi mà ở với Chi thì em đều thấy thoải mái luôn. Không có vấn đề gì hết. Cũng có nhưng mà em chưa dám nói. Thoải mái đi, chia sẻ thoải mái đi. Thôi em nói luôn nha. Đúng rồi. Thôi cái này chắc không sao. Chi mà xem chắc là Chi. Không, Chi có biết đâu. Nhiều khi người ta biết người ta chia sẻ với mình, hiểu không? Chắc là bạn hay dỗi rồi. Nhưng mà đáng yêu ạ. Em thấy đáng yêu. Kiểu như là không đúng ý gì một cái là sẽ. Xong rồi em nói to một cái là ôi anh quát em à. Anh quát em à. Xong rồi em lại phải bảo là đâu anh có quát em đâu. Cái tông giọng anh nó thế chứ. Em quát. Rồi mời Lâm Ý Dạ cho câu hỏi số 1. Câu số 1. Cô ấy làm gì khiến bạn ưng quá chừng? Suy nghĩ. Bên này cười cười rồi, có câu trả lời chưa? Dạ, em nghĩ là chơi game cùng em. Chơi game cùng em là em thích. Đúng rồi. Đúng rồi, tại vì bạn ít chơi cái game nào hợp với em lắm. Nhưng mà có được một cái game hợp nó là một vấn đề. Rồi. Có bao giờ bạn ấy phàn nàn về chuyện em chơi game quá nhiều không? Không, tại vì em với bạn chơi game như nhau. Chốt không? Chốt đi. Chốt đáp án là? Dạ, chơi game cùng. Chơi game cùng là em cảm thấy ưng quá trời. Dạ đúng rồi. Rồi thế còn gameplay anh. Điều mà khiến em cảm thấy ưng quá chừng với Chi ấy là hát những bài hát mà em viết. Tại vì ngoài sáng tạo nội dung thì em còn có một sở thích để là viết nhạc nữa. Mà thường thì nhạc của em không có ai dám hát đâu, có mỗi Chi dám hát thôi. Mặc dù thì Chi hát cũng hơi lạc tông tí nhưng mà cảm thấy kiểu như bạn ấy trân trọng cái bài hát của mình nhá. Rất là nhiều. Vậy em chốt đáp án là hát bài hát của mình. Hát bài hát của mình. Đâu em có thể hát một vài câu không? Em hát thử nhá. Ừ. Chiều dần buông dọc quanh thành phố, anh hệt như thằng ngô nhớ em chẳng biết làm sao. Ngay tại lúc này đây anh cứ than thở, nhớ em anh chẳng tài nào ngu nổi. Nghe giờ được quen nha. Quen nha. Bài hát này là của em sáng tác và em thể hiện luôn hả? Đúng rồi. Hay á, anh đang tò mò một chút xíu về cái lứa tuổi của tụi em á. Cái áp lực lớn nhất của tụi em bây giờ đang gặp á là gì vậy? Em nghĩ chắc là chuyện cưới. Chuyện đám cưới. Đúng rồi. Là áp lực lắm đúng không? Theo em thì em khoảng bao nhiêu thì em cưới là vừa?
Em thì em muốn tầm 25 trở lên. Tại sao phải là tuổi 25? Em chỉ đặt một cái nó xa xa thôi để cho em đủ trưởng thành thôi, nhưng mà sau đó em không đủ em lại tiếp. Thế còn em, áp lực lớn nhất của em là gì? Bây giờ là mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0 ấy ạ, cho nên là giống như là Chi đang phải chịu khổ cùng em ấy ạ. Cho nên em cảm thấy rất là có lỗi với lại bên gia đình của Chi. Thế em đúng ra là mình phải bắt đầu sớm hơn đúng không? Vâng. Không có gì là muộn hết trơn. Cứ bắt đầu từ ngày hôm nay là sớm. Và chúc em sẽ thành công. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi. Lắng nghe câu hỏi số 2 từ Lâm Vĩ Dạ. Điều gì khiến người yêu dễ bị mít ướt? Em nghĩ là chắc là bị la. Ai la? Ý là cái giọng của em, kiểu như em hay quay game đồ á, em phải nói to á, nên là em bị quen cái tông giọng như vậy á. Mình nói một vấn đề mà mình quá tập trung cái là nó bị kiểu như căng thẳng á. Là bạn nghĩ là la, nên là thường dễ kiểu như là khóc. Mít ướt. Dạ đúng rồi, mít ướt. Hồi đó em cũng vậy đó anh Thịnh, nói chuyện lớn tiếng là em mít ướt thôi. Anh cũng vậy, anh cũng nói với cô Thúy giờ vậy. Em ơi đừng lớn tiếng quá anh. Em ơi đừng lớn tiếng quá anh. Ủa? Cái gì anh sai, nói anh sai để anh sửa. Rồi vậy em cho đáp án là bị lớn giọng. Lúc mới quen nhau thì nói chuyện hở ra là mít ướt, nhưng mà biết nhau lâu cứ nhau về nói chuyện dễ mít lòng hơn. Đúng rồi, đừng nói chuyện mít lòng nhiều. Ê còn em? Em thì chắc là khi mà em đòi lên Đà Lạt ấy ạ. Vâng, tại vì là trước khi mà quen Chi thì em có sống ở trên Đà Lạt và em có làm nhạc ở trên đấy. Cứ mỗi lần mà cãi nhau thì em sẽ cầm cái vali cái là Đà Lạt đấy là khóc anh. Cái là cái vali là khóc luôn. Trời ơi. Rồi vậy em cho đáp án là đòi lên Đà Lạt. Anh Đạt cũng vậy á, mỗi lần mà hai vợ chồng giận nhau cái là thôi tôi về nhà mẹ tôi. Đúng rồi. Thấy không? Có cười vậy? Giống như con gái về nhà ba mẹ vậy. Mà giả bộ vậy đó, giả bộ cứ dằn xách ba lô lên chứ có đi đâu. Dạ, mời Lâm bây giờ câu hỏi số 3. Sau một ngày làm việc vất vả, người yêu muốn bạn làm gì cho mình? Dạ là chở đi mua trà sữa. Thích uống trà sữa? Dạ đúng rồi. Cứ có trà sữa là vui vẻ. Dạ đúng rồi. Hay vậy ta? Ví dụ mà đang làm mệt uống trà sữa, buồn ngủ uống trà sữa, đói bụng uống trà sữa luôn. Uống trà sữa chiều cơm luôn, uống chắc cũng gần như là phá đảo rồi. Anh nghĩ bây giờ là tất cả thương hiệu rồi, là em nắm hết rồi luôn. Giờ muốn uống cái trà sữa nào ngon chỉ cần hỏi bạn gái của Hi Ha là biết liền. Dạ đúng rồi. Vậy em chốt đáp án là? Dạ là chở đi uống trà sữa. Chở đi uống trà sữa. Mỗi lần giận cái là có ly trà sữa hết giận không? Dạ hết luôn, mà không có trà sữa là giận. Ủa? À lý do giận cũng vì ly trà sữa. Đúng rồi. Còn em chắc là dọn nhà. Em dọn nhà? Vâng, kiểu khi mà bạn về thì em sẽ thôi cứ lên ngủ đi, ngủ đi, mọi thứ cứ để anh lo. Em sẽ quanh quanh đi dọn nhà cho gọn gàng. Vậy em chọn đáp án là? Là dọn nhà. Dọn nhà. Kiểu mỗi lần dọn nhà là ôi anh ơi, anh giống sẽ ca quá anh ơi. Ê, vậy là tính ra là mấy bả khôn á. Mấy bả giả bộ khen cái khoái làm hoài. Dạo này anh Đạt có một cái thú vui mới mà em cũng rất là thích và rất là khuyến khích ảnh nha. Đó là nấu ăn cho các con. Ồ, hay vậy. Sáng mà trước khi con đi học, con nói là ba ba chiều nấu món gì ngon ngon con về con ăn để con đi học thêm nha ba. Là hả, trời ơi, sốt sắng đi chợ mua tập về, riêng mấy cái tập về ở nhà rồi nấu ăn lên tay nha con. Đó, thì đó, có để tâm vô là sẽ lên tay thôi. Thay đổi nhiều. Chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai chàng trai. Bây giờ thì xin mời hai cô gái quay trở lại sân khấu. Thì bạn trai của mình hiện tại nè, đạt được bao nhiêu phần trăm so với cái người yêu lý tưởng trong đầu của mình mà mình đã từng mơ mộng? Người yêu lý tưởng của em khác ạ. Người yêu lý tưởng của em kiểu giống mấy anh trong ngôn tình ạ. Đẹp trai lạnh lùng. Ô chứ anh không đủ lạnh lùng à? Ủa chị cũng thấy đẹp trai lạnh lùng mà. Không chị ơi. Lạnh lùng hả? Thích mấy anh mà đứng trên xe buýt cầm cuốn sách giữa cái cột đúng không? Mà thật ra không đọc gì hết á. Làm vậy để cho nhìn thôi. Đấy là lý tưởng thôi ạ. Chứ em vẫn yêu bạn trai em nhất ạ.
Dĩ nhiên. Rồi. Tôi đã mới xoa. Còn chú My, này có giống như cái hình mẫu lý tưởng trong đầu mình không? Dạ không. Cái hình mẫu lý tưởng của mình sao? À, phải đẹp trai. Phải đẹp trai. Rồi. Rồi sao nữa? Phải hiền. Ngã ra kìa. Phải gì? Phải hiền. Ủa không hiền hả? Không dữ lắm chị. Dạ. Dạ. Phải đẹp trai. Ngã. Là đang thể hiện nét đẹp trai hả? Bất lực, bất lực, bất lực, bất lực. Đẹp trai là hiền. Và cái này là không đẹp lắm mà dữ đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thấy đẹp trai mà. Được. Nhìn kỹ đi mà. Đẹp mà. Nhỏ nhỏ dữ thương. Lạnh lùng luôn á. Lạnh lùng luôn á. Lạnh lùng luôn á. Là không cao á. Rồi các bạn sẽ nghe câu hỏi số 1. Hy vọng các bạn gái sẽ trùng đáp án về các bạn nam. Câu số 1. Bạn làm gì khiến anh ấy ưng quá chừng? À, em nghĩ đối với bạn trai em là em ngoan là thích rồi. Ngoan là thích liền. Dạ. Bình thường em không ngoan hay sao? Em sổng lắm. Từ mới sổng. Sổng. Sổng à? Là ý nghĩa là sao? Là quậy. Quậy á, rồi đúng rồi. Quà quậy đúng không? Đúng rồi, giống như ba mẹ hồi xưa nó xăng nó sổng quá vậy. À. Cái từ xong sổng, xong sổng á anh. À, là bình thường em sổng lắm. Bình thường em hay sổng với nhây lắm. À, cho nên ngoan cái là thích liền. Dạ. Rồi, em có chốt đáp án là ngoan không? Dạ có. Rồi, chốt đáp án. Ngoan. Dạ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Rất là tiếc, với câu đầu tiên này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Rồi, tới bên này. Em nghĩ là em làm cái gì thì bạn trai em rất là thích. Em nghĩ là chắc là em sẽ không cọc. Một ngày em sẽ không cọc với bạn ấy thì bạn ấy sẽ rất là thích. Không cọc. Cọc cằn ấy. Cọc cằn, không dạ. Có cấu đúng không? Dạ, tại tính em khi mà người khác làm không vừa ý em sẽ cọc. Nhưng mà em chỉ cọc một xíu thôi. Sưng mặt em, sưng mặt. Xong là em không có cọc nữa. Giờ vậy em có chốt đáp án là? Không cọc cằn ạ. Mời. Với câu hỏi đầu tiên này thì các bạn chưa hiểu ý nhau cho nên là mình chưa có điểm. Mời các bạn lắng nghe câu hỏi tiếp theo. Điều gì khiến bạn dễ mít ướt? Dạ, theo em trả lời thì là bạn trai em sẽ là la em. La em? Dạ. Là em tổn thương. Chắc không? Dạ chắc. Em không thích ai la mình như vậy đúng không? Dạ không, em không thích bạn trai em la em vậy thôi. Không thích bạn trai mình lớn tiếng với mình. Dạ. Rồi, chốt đáp án chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, mời em sao đáp án. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Cho chị hỏi là bạn trai hay la bạn về chuyện gì? Bình thường em ngủ dậy á là em không bao giờ dậy được á. Bạn trai em mệt mỏi lắm, kêu em cả tiếng đồng hồ em cũng chưa dậy nữa nên là sẽ la. À, nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy mà nãy có người nói không bao giờ la, đó chỉ là mình hơi lớn lớn họng chút xíu thôi. Hơi lớn giọng tại vì hay chơi game. Cho nên nói chuyện lớn. Chứ mà la. Nhưng mà theo em thì la hay là lớn giọng? La. La. Em chỉ kêu là trời ơi bây giờ mấy giờ rồi dậy đây. Cái đó là la đó. Thôi. Cái đó là la làng luôn em, chứ không phải la trong phòng trong nhà nữa. Rồi. Mời Chi Chi Linh. Em nghĩ là tất cả mọi việc đều làm em có thể khóc được. Tất cả mọi việc em đều có thể khóc được. Dạ. Tại vì em hơi overthinking ấy ạ. Overthinking. Dạ. Em hơi suy nghĩ nhiều ấy, mặc dù cái chuyện nó không có gì đâu nhưng mà theo cái tư tưởng của em là nó phải có chuyện gì đó. Em tự khóc luôn. Để em chốt đáp án của em là gì? Tất cả mọi việc ạ. Mời em sao đáp án.
rất là tiếc, với đáp án này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Câu hỏi cuối cùng. Sau một ngày làm việc vất vả, bạn muốn người yêu làm gì cho mình? Mời Chi Chi Linh. Chắc là ôm và hôn em ạ. Ôm và hôn em. Chỗ đi, chỗ đi. Chắc không? Dạ chắc. Ôm và hôn đúng không? Dạ. Mời em sao đáp án. Ê, mình chơi quá tâm mà bận. Rất là tiếc, với đáp án này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Bên đây thì sao? Dạ, ngày nào không mệt mỏi em cũng cần một ly trà sữa. Một ly trà sữa là mình ghiền hay sao? Dạ em bị ghiền trà sữa. Mà mình có bộ sưu tập các quán trà sữa ngon chưa? Dạ có, em có những quán mà em hay uống luôn. Nhưng mà bây giờ là em tập gym với bạn trai của em nên là em không được uống trà sữa. Em bị cấm uống. Đúng rồi, tại vì uống trà sữa là dễ tăng cân lắm á. Dạ. Chốt không? Dạ chốt. Có bao giờ vì một ly trà sữa mà mình giận bạn trai mình không? Dạ có. Tại sao? Tại vì trà sữa ngon. Trà sữa ngon. Bây giờ lựa chọn giữa trà sữa và bạn trai, em chọn ai? Chọn cái nào? Dạ, chọn bạn trai để bạn trai mua trà sữa. Trời ơi. Có tính toán rồi chứ bộ. Chọn bạn trai đi mua trà sữa. Rồi, mời bạn trai sao đáp án. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Kết thúc vòng 1 thì số điểm của hai đội như sau. Jim Lion và Chi Chi Linh tạm thời chưa có điểm. Hi Ha và Yumi tạm dẫn trước với số điểm là 10 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 sau vài phút giải lao. Chào mừng khán giả đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng 2 này sẽ là sân chơi dành cho hai cô gái. Hai chàng trai sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai cô gái ở đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó hai chàng trai quay trở lại so sánh đáp án với bạn gái mình. Đáp án trùng khớp mang về mỗi đội 10 điểm đó. Còn không trùng khớp thì là mỗi lần sai một ly trà sữa. Mời hai chàng trai vào trong. We made a good, good team. Ở đây đâu phải đi tìm. Về hai ta là một mảnh ghép không tách rời. Tâm đầu ý hợp. Oh, 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 oh. Tâm đầu ý hợp. Oh, 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 oh. Tâm đầu ý hợp. Oh, oh, oh. Rồi cho anh hỏi là bạn trai của mình có hay tặng quà không? Dạ có. Cái món gần nhất là món nào? Món gần nhất là bạn trai em cầu hôn em. Oh. Cầu hôn? Dạ. Yeah. Ông này ông làm ngược không? Hồi nãy hỏi ông áp lực nhất là gì? Áp lực là hôn nhân. Giờ ông cầu hôn luôn. Cầu hôn mà là lâu chưa em? Dạ cách đây mới vài tháng rồi ạ. À. Em bất ngờ không? Dạ bất ngờ. Đâu mình có thể mình kể về cái buổi cầu hôn đó được không? Dạ là ngày hôm đó em tưởng là như mọi ngày, bạn trai em nói là nhận được một cái job quảng cáo. À. Dụ em đi quay nhưng không ngờ là bạn trai em tổ chức ra cái buổi đó hết. Xong rồi dụ em rồi vô cũng đặt câu hỏi giống như là lên chương trình vậy á chị. Xong rồi cuối cùng ra là bạn trai em cầu hôn em. Tổ chức một cái show luôn. Dạ đúng rồi, bạn trai em tổ chức một cái show. Chỉ để cầu hôn thôi. Dạ đúng rồi, chỉ để cầu hôn thôi. Có nhận không? Dạ có, em đang đeo trên tay luôn. Wow, chúc mừng em. Bất ngờ ha. Tụi em hay tặng quà cho nhau không? Dạ có. À. Bọn em thì không có tặng nhau những cái quà giá trị lớn ấy. À. Nhưng mà rất là hay tặng nhau những cái đồ dùng các thứ ấy. Bạn tặng em rất là nhiều. Bên kia người ta rất là thích uống trà sữa. Em có thích một món đặc biệt nào không? Dạ không ạ. Không luôn. Dạ. Chứ em thích cái gì nhất? Em thích bạn trai em nhất. À. Trời ơi.
Bạn trai anh là món quà lớn nhất của em là đúng không? Trời ơi, trả lời vậy nghe mát ruột. Mát chứ không mát, quá mát luôn. Rồi, bây giờ thì sẽ lắng nghe câu hỏi số 1 ha. Câu số 1, bạn thường khen người yêu điều gì trước mặt người thân? Hồi nãy em nói là bạn trai không đẹp trai, nhưng mà lâu lâu em nhìn em cũng thấy đẹp trai, nên là em thường khen trước mặt người thân là bạn trai em đẹp trai. Và cái phản ứng của mọi người khi nghe điều đó như thế nào? Đó, em mới vừa làm đó. Em mới vừa thẳng thốt thôi. Mọi người trong nhà thì đều công nhận hết, còn mọi người ở ngoài thì em không biết, em chưa thử. Nói cái mỏ nhọn nhọn dễ thương. Mọi người trong nhà đều giống như vậy. Đẹp thiệt. Em còn một đáp án nữa, em cũng hơi nghi ngờ. Đáp án gì? Là em hay khen bạn trai em là giỏi. Bạn trai em chơi game rất giỏi, game nào chơi cũng giỏi luôn. Chơi game giỏi là đây là chơi game để mà thư giãn hay là công việc của bạn? Dạ cả hai luôn ạ. Hình như là cái bình luận game á hả, đúng không ta? Dạ không, bạn trai em là vô game hóa thành cái nhân vật đó rồi ra một cái kịch bản để tự biên kịch lại luôn ạ. À, hiểu rồi, tức là xây dựng một cái câu chuyện cho game, đúng không, đóng một cái nhân vật trong đó. Dạ. Ở đây là mang tính chất công việc rồi. Vậy thì em chốt đáp án là Chơi game giỏi. Rồi Chi Linh, em hay khen người yêu em điều gì trước mặt người thân? Có khen không đã? Có khen không? Có, khen nhiều ạ. Khen nhiều luôn. Rồi, nhiều lắm. Nói thật đi. Em hay khen người yêu em đẹp trai. Đẹp trai. Tốt tính ạ. Tốt tính. Hát hay ạ. Hát hay. Đặc biệt là rất là thương em ạ. Tình cảm à. Em hay khoe với gia đình em là bạn rất là thương em, cưng em, đúng không? Dạ. Thì bây giờ em nghĩ rằng bạn trai em sẽ chọn một đáp án gì? Em chọn là hát hay đi ạ. Câu hỏi tiếp theo, tình huống nào khiến bạn muốn trả đĩa bay cho người yêu? Có. Dạ có ạ. Là cấm em uống trà sữa. À, cũng trà sữa được. Tức là rất là đáng giận đúng không? Dạ, rất là đáng giận luôn. Dù tuần em uống có một ly thôi cũng nói lên nói xuống. À, nhưng mà có cấm không? Dạ có. À, và lý do đưa ra là gì? Nói là em tròn. Em tròn. À, nói em tròn. Tối ngày cứ nói em tròn rồi em muốn trả đĩa bay cho ông về đó ghê. Rồi vậy em chốt đáp án đi. Dạ em chốt đáp án ạ. Cấm em uống trà sữa. Cấm em uống trà sữa. Là ông đi ra đĩa bay em về đi, đúng không? Rồi mời em. Em thì có lẽ là bạn nếu bỏ nhà ra đi ạ. Bỏ nhà ra đi à. Mỗi lần cãi nhau là bạn sẽ cầm vali bạn bỏ đi. Là em giận luôn. Em tức lắm. Nhưng mà em vẫn phải cố gắng kìm lại cơn tức ấy. Để em gọi bạn ấy về. Tại vì bạn toàn ra đi vào đêm không à. Thì em chốt đáp án là bỏ nhà ra đi ạ. Bỏ nhà ra đi. Mời Lâm Vĩ Dạ, câu hỏi tiếp theo. Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng. Bạn sẽ nghĩ gì nếu một ngày người yêu ngoan đột xuất? Em nghĩ là bạn trai em đang muốn mua món gì đó mà phải xin phép em. À, chuẩn bị xin tôi cái gì nè, đúng không? Dạ. Kiểu trời ơi, pin thích cái đó lắm nha. À, làm như dễ dạ, thương. Dạ xong rồi cứ đưa chọn, thấy cái này đẹp không? Cái này đẹp thiệt ha, mua nha. À, làm như là dễ thương rồi. Dạ. Không hợp lý, chuẩn bị xin xỏ một cái gì đó. Thì như ngày nó ngoan thì ngoan, đúng không? Thì em có chốt đáp án này không? Dạ, có ạ. Còn em, bạn trai em có ngoan đột xuất như vậy không? Có. À, có. Khi mà bạn ấy mắc lỗi á. À. Bạn ấy làm việc gì đó có lỗi với em, hoặc là ví dụ bạn ấy hứa là đi chơi về sớm nhưng mà rất muộn bạn mới về. Là khi mà bạn về bạn ấy ngoan một cách bất thường ạ. À, khi mắc lỗi. Dạ. Em chốt là đáp án là khi mắc lỗi ạ. Chúng ta đã trải qua 3 câu hỏi cùng với 2 cô gái. Xin mời 2 chàng trai quay trở lại sân khấu. Nãy giờ khen không, hai bạn trai hoàn hảo. Bạn có nghĩ bạn đẹp trai không? Dạ em không. Hi ha. Dạ. Em có nghĩ em đẹp trai không? Em nghĩ là không rồi. Bạn nói em không đẹp rồi. Em nói tại trước mặt người ta nói thôi. Tại ta sợ em chảnh. Nhưng mà nhiều khi sau lưng người ta nói khác sao? Thôi em không nghĩ thế đâu. Từ trước tới giờ có bao giờ bạn gái khen em đẹp trai chưa? Khen cho có thôi.
Rồi bây giờ lắng nghe câu hỏi số 1 ha. Cố gắng trả lời trùng khớp với lại hai cô gái. Rồi mời Lâm bây giờ. Câu hỏi số 1: người yêu thường khen bạn điều gì trước mặt người thân? Mời Kim Lê anh. Chắc Chi sẽ khen em mà lương thiện thôi. Lương thiện? Lương thiện. Quá hay. Một cái đức tính rất là tốt. Đâu phải ai cũng có được đâu. Khó lắm rồi. Không, bạn khen em thế chứ em không có biết. Thì bây giờ em nghĩ sao? Em nghĩ là bạn em sẽ chọn cái gì để khen em? Lương thiện đúng không? Lương thiện đúng không? Chu đáo. Chu đáo. Chắc không? Thôi em chốt là hát hay đi. Rồi sao vậy? Sao đổi danh vậy? Ủa sao mà đổi liên tục vậy? Bây giờ là tốt bụng, chu đáo, hát hay. Chọn một thứ thôi. Chu đáo ạ. Chu đáo. Chắc là chu đáo ạ. Vâng. Chu đáo. Vâng. Rồi. Rồi, em chốt chu đáo. Chốt chưa? Chốt ạ. Chốt là chu đáo à. Mời Chi Chi, Linh, chờ đáp án. Hey. Sao em bảo anh hát dở mà? Khen với bạn bè mà. Sao em bảo anh hát dở? Bạn bè muốn nói cho anh biết đâu mà. Đúng không? Và rất là tiếc, với đáp án này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Rồi, tới giờ hi ha. Theo những gì chú Thịnh nói thì em nghĩ là chắc là khen em đẹp trai đó. Khen đẹp trai. Nói với mình là xấu thôi. Nhưng mà nói với người khác có khi là nói mình đẹp trai đấy. Trời ơi. Chứ mấy kia chắc ai cũng biết. Cái đẹp trai người ta không biết em. Nên là bạn gái em phải khen. Đúng rồi, phải nhấn. Người ta biết. Đúng rồi. Phải nhấn vô. Đúng rồi, nhấn vô cho người ta ghi vô đầu người ta. Là người ta chưa biết đẹp trai. Đúng rồi. Cho nên là phải khoe để người ta biết. Có nghĩa là người ta chưa công nhận. Phải nhấn vô. Vậy em cái chốt đáp án là đẹp trai không? Em nghĩ là đẹp trai đi. Đẹp trai đi, chốt luôn. Trời ơi, để coi coi có đẹp trai không nha. Ủa, mình phải tự tin với đáp án này của mình chứ. Đẹp trai ơi. Tạo một nét đẹp trai coi nè. Lên đi. Lên đi. Và với đáp án này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Không sao, chúng ta vẫn còn 2 câu nữa. Bây giờ câu hỏi số 2 ha. Ráng trùng khớp nha. Câu số 2: tình huống nào khiến người yêu muốn trả đĩa bay cho bạn? Giận, ý nói là mình làm cái điều gì mà bạn gái sẽ giận liền lập tức. Giận, trả đĩa bay. Tôi gợi ý với bạn là hồi nãy ở những cái đáp án trên có nhắc tới chuyện này. Thôi lên Đà Lạt đi. Dạ. Chắc chỉ có thế thôi. À, vậy giận như thế thôi. Vâng. Thế bỏ nhà đi đúng không? Bỏ nhà đi đúng không? Đây, bỏ nhà ra đi ấy. Bỏ nhà ra đi à? Vâng. Rồi, chốt đáp án. Dạ, bỏ nhà ra đi ạ. Bỏ nhà ra đi. Bỏ dạ. Nhà ra đi. Mời em so đáp án. Bỏ nhà đi. Để lời mãi mới khớp cầu. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 10 điểm. Chắc là cái việc này nó lặp đi lặp lại nhiều lần quá cho nên là trùng khớp đó. Ngày phải 10 lần. Một ngày 10 lần, một ngày cứ hâm bỏ nhà đi 10 lần như thế. Vâng. Bạn ấy trêu em khóc ấy ạ. Bạn biết là khi mà bạn cầm vali lên là em sẽ kiểu bắt đầu ăn vạ, là bạn cứ trêu em khóc ấy ạ. À, thích vậy hả? Dạ, thích vậy. Có những lúc giận thiệt, có lúc trêu cho con khóc chơi vậy hả? Hi ha. Dạ thôi. Tới cưng. Em làm gì thì bạn gái em giận nổi điên nhất? Em nghĩ là chắc là hứa mua trà sữa nhưng không mua. Hứa mua trà sữa nhưng không mua là giận cao nhất luôn. Đúng rồi. Không có sóng gió gì hết. Cái đó là sóng gió lắm. Cái đó là sóng gió. Không mua trà sữa là sóng gió rồi. Vậy chốt đáp án chưa? Dạ là không mua trà sữa. Không mua trà sữa. Mời em xoa đáp án. Cấm uống trà sữa cũng trùng khớp, liên quan đến trà sữa. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 10 điểm.
Cho tôi hỏi là thường hai bạn mà cãi nhau á, thường thường hai bạn cãi nhau về đề tài gì nhất? Mặc quần áo nữa. Mặc quần áo á là em thấy em mặc cái đó đẹp quá trời luôn, xong bạn chê em. Em nói sao nhìn mập dữ vậy? Trời ơi. Có nói người ta vậy không? Không, em chỉ là nó bị lệch style thôi. À, lệch style. Đúng rồi, kiểu như em thì em theo dạng mà hip hop, còn bạn thì bạn quá bánh bèo. Ví dụ như ngày hôm nay là hợp hay là không hợp? Em nghĩ là hợp lắm rồi đó. Hợp lắm rồi. Hôm nay em định mặc đầm Lolita để đi tham gia chương trình mà bạn không cho. Anh thấy ok mà, Lolita đi với hip hop thì ok. Hai bạn à, thường hay mâu thuẫn nhau ở một cái lĩnh vực gì? Một cái à, cái lúc mà ăn cơm ấy. Ăn cơm à? Vâng, nếu như mà mua hai hộp cơm đúng không ạ, thì bạn ấy sẽ, cơm của bạn ấy có 4 phần thì bạn ấy sẽ chia cho em 3 phần. Là em sẽ ăn phần cơm của em và 3 phần của bạn đấy. Chỉ cãi nhau chuyện đó thôi đúng không? Còn nhiều lắm ạ. Nhiều, đó, nhiều. Nhiều chuyện gì nữa? Bạn chụp ảnh cho em ấy ạ. À. Nhưng mà bạn chụp xấu. Ê, cái vụ chụp hình mà cãi nhau là khó nha. Chụp xấu lắm. Xấu nha, chụp xấu là cãi nhau luôn ấy ạ. Xấu lắm luôn ấy ạ, bạn cứ cho chân em kiểu cái tí này còn đầu em to đùng ra. Đây nào. Mà bạn... Để chỉnh nào, đấy rồi. Đó là căng dữ lắm. Rồi, câu số 3 nha. Cô ấy sẽ nghĩ gì nếu một ngày bạn ngoan đột xuất? Mời đi ha. Em nghĩ xin cái gì đó hoặc là làm sai cái gì đó. À, một là xin cái gì đó hoặc là làm sai cái gì đó. Thì đúng rồi. Bạn này. Em cũng như thế luôn ạ. Cũng vậy, một là xin cái gì đó, hai là sai cái gì đó. Rồi tôi cái này tôi gửi luôn. Hai cái đó đều đúng. Trong hai bạn quán đổi cho nhau là đúng. Ông nghĩ là gì? Ông nghĩ là gì? À, chắc là xin gì đó. Bên đó là xin gì đó, bên đây tôi ngược lại, tôi nghĩ là chắc là có lỗi, về lỗi làm gì. Có lỗi gì đó, bên đó là xin gì đó, bên đây là có lỗi gì đó, chắc chưa? Hay không chắc chưa? Chắc 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 luôn, hai ông 23 tuổi, hai ông 23 tuổi chắc là đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, mời hai cô gái sau đó bán cùng lúc. Hay vậy ta. Kết thúc vòng 2 thì số điểm của cả hai đội đang ngang bằng nhau là mỗi đội 20 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 sau vài phút giải lao nha. Là vòng 3 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng 3 này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi dưới dạng liệt kê, một câu hỏi là 3 đáp án. Mỗi đáp án trùng khớp sẽ mang về cho mình 5 điểm và tối đa là 45 điểm. Cứ mỗi một câu hỏi sẽ có 15 giây để trả lời. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Rồi, mời hai cặp đôi chuẩn bị ha. Câu hỏi số 1 như sau. 3 món đồ bạn trai thường xài hao. 15 giây bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ. Chúng ta sẽ so sánh đáp án của Hi Ha và Jimmy. Hi Ha tự đánh giá mình xài hao những món sau đây. Món thứ nhất, điện. Bên này không có điện, bên này có sữa tắm. Không trùng khớp. Đây, có sữa rửa mặt. Kem đánh răng. Ở đây tôi xài hao tiền. Xài hao tiền. Không để ý lắm về không tiền bạc. Không để ý lắm. Ừ. Bên này không có tiền mà là có kem dưỡng da. Vâng, và rất là tiếc với câu hỏi này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Mời Jim Lion và Chi Chi Linh. Chi Chi Linh, em nghĩ bạn trai em xài hao cái gì vậy? Mặt nạ. Có mặt nạ. Trùng khớp.
Tiếp theo đó là quần áo. Quần áo. Có quần áo. Có quần áo. Ủa xài hao là sao, là mặc xong rồi cái một lần rồi không mặc lại? Ý là bạn ấy mặc một lần rồi bạn sẽ mang đi cho bạn của bạn ấy và lấy đồ của em mặc. À luôn luôn mặc đồ mới. Lấy đồ của em mặc hả? Sao mà mặc nhiều đồ em? Em hay mặc đồ phải đi size á, kiểu là áo không quần đùi á. Nên là bạn hay lấy đồ em mặc. Và cái món đồ cuối cùng mà bạn ấy nghĩ là bạn trai mình xài hao, nó hơi lạ. Ủa gì vậy? Son. Em dùng son dưỡng. À son dưỡng. Son dưỡng. Bên đây không có son, bên đây người ta chọn là kem trị mụn. Kem trị mụn. Hợp lý. Hợp lý luôn. Có vẻ nó hợp hơn cái vụ son. À. Và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp hai đáp án mang về 10 điểm, xin chúc mừng. Câu hỏi số 2 như sau. Kể 3 nơi mà hai bạn muốn đi chơi vào buổi tối. 15 giây bắt đầu. Ba, hai, một. Hết giờ. Mời đáp án của Team Lion và Chi Chi Linh. Team Lion có 3 nơi trốn mà hai bạn luôn luôn đi. Đó là rạp chiếu phim. Có rạp chiếu phim. Ồ, hay cái gì. Có phố đi bộ. Không có phố đi bộ. Không có phố đi bộ hả? Dạ không. Bên đây và nhà. Nhà là có ở nhà ngủ. Và một cái nữa là qua nhà bạn. À vậy có trùng khớp một cái ở nhà. Trùng khớp hai cái. Với câu này thì các bạn trùng khớp hai đáp án mang về 10 điểm. Mời Jimmy và Hi Ha. Ở bên này có coi phim. Có coi phim hả? Đây có đạp chiếu phim. Một trùng khớp. Ở bên này tối tối muốn đi uống nước. Uống nước này là mình uống gì? Là đi uống nước với bạn bè á chị. Món nước này là món nước gì? Nó tùm lum món á. Tùm lum món, rồi. Ở đây là quán trà sữa. Vâng à, nếu như mà trả lời trà sữa thì tôi đã cho trùng khớp rồi. Rồi tiếp theo đó là ăn cơm sườn. À ở đây không có quán cơm sườn ha. Ở đây có phố đi bộ. Phố đi bộ. Và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp một đáp án mang về 5 điểm. Và bây giờ là câu hỏi số 3. Kể 3 mùi hương mà bạn gái thích nhất. 15 giây bắt đầu. Một. Hết giờ. Mời đáp án của Hi Ha và Jimmy. Đầu tiên đó là mùi oải hương. Mùi oải hương. Có mùi oải hương. Có mùi oải hương. Tiếp theo mùi oải hương là mùi của bạn trai. Mùi bạn trai. Đó là mùi của Hi Ha. Ờ, đó là mùi của em đó nha. Hay à, nhưng mà không có. Không dám chọn. Chứ là mùi gì ạ? Ở đây là chọn mùi dầu thơm. Rất chung chung. Mùi dầu thơm. Và cuối cùng là mùi đồ ăn trà sữa. Có trà sữa. Có trà sữa. Có trà sữa. Các bạn trùng khớp hai đáp án mang về 10 điểm. Mời Team Lion và Chi Chi Linh. Có mùi gì ạ? Chi Chi Linh có một cái mùi rất chung chung của nước hoa. Lại là nước hoa. Có mùi nước hoa. Có mùi nước hoa. Có mùi nước hoa. Có mùi. Mùi áo em. Áo em là kiểu như là bạn sẽ rúc vào áo em. À, áo của em á hả? Vâng. À. Tính một trùng khớp với lại mùi cơ thể. Mùi cơ thể. Mùi cơ thể.
mùi đồ mới của Chi. Không có mùi đồ mới của Chi, có mùi kem dưỡng da thôi. Còn kem dưỡng da hả? Rồi, và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp hai đáp án mang về 10 điểm, xin chúc mừng. Kết thúc vòng 3 thì số điểm của cả hai đội như sau: Hi Ha và Yumi là 15 điểm, Team Lion và Chi Chi Linh là 30 điểm. Vòng thì điểm số của đội Hi Ha Yumi là 45 điểm. Và Chip Lion cùng Chi Chi Linh các bạn được điểm số là 50. Và với số điểm 50 đó, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 8 triệu đồng. Xin chúc mừng. Còn Hi Ha và Dương Mì, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Và bây giờ là lúc mà các bạn hãy dành cho nhau những cái lời chia sẻ, những lời tâm sự với nhau mà các bạn muốn nói liền ngay bây giờ. Thực ra đây là câu mà khi nào em nói với bạn đi, khi ở nhà hay là ở trên này thì khi nào em cũng là câu là anh yêu em, anh yêu em. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh. Trời ơi. Hơi xến nhưng mà cảm ơn em, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Ôm cái. Ôi quá dễ thương. Chi Chi Linh có gì muốn nói với bạn trai mình không? Ê, nhìn thẳng mắt này. lắm lúc thì em cũng hay cẩu về anh ấy. Lên cơn. Lên cơn. Nhưng mà anh bỏ qua cho em nha. Em cũng rất là yêu anh. Rất là yêu. Trời ơi, xúc động quá, quá dễ thương. Cảm ơn các bạn. Em ơi khóc kìa, khóc nhè. Hi Ha và giúp mì, mời các bạn. Dạ là em có một cái mà em đã bị bỏ lỡ. Đó là? Là em đã cầu hôn bạn, nhưng mà cái lúc mà cầu hôn em không có nói. À, bây giờ nói bây đi. Bây giờ nói đi nè. Nghiêm túc nào. Ngân làm bạn gái tôi nghiêng. À, lộn, bạn gái là lộn mà. Cái gì vậy? Em lộn, gùng quá. Ngân làm vợ tôi nghiêng. Ok. Hôn đi. Wow, quá dễ thương. Giờ còn hôn vậy à? Nghe. Làm vợ tôi nghe. Xin được cảm ơn hai đội chơi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 21:10 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Để giờ đây còn lại trong ta một tình yêu. We made a good good team. Ở đây đâu phải đi tìm. Bởi hai ta là một mảnh ghép không tách rời. Tâm đầu ý hợp.